bạn thân mến hôm nay tiếng vọng sẽ gửi đến cho bạn một tản văn ngắn của nhà văn nguyễn quang lập bọ lập về phùng quán khi yêu đã viết chuyện phùng quán nhiều rồi định bụng không viết gì thêm nữa sau ngày anh mất bác ngô minh và chị bội trâm vợ phùng quán đã cho xuất bản nhiều cuốn sách về đời anh và các sáng tác chưa công bố của anh ai đọc sẽ thấy hết cuộc đời phùng quán khỏi phải nói gì thêm chiều nay vào trang web người quen cũ nữ nhà văn phong điệp mình đã từng làm việc với cô ở tờ văn nghệ trẻ tình cờ thấy bài đi tìm như của phùng quán của một người mình không quen tên là thu dịu Xong ngồi lại ứa nước mắt lại nhớ anh mình chơi thân với phùng quán hơn 15 năm anh vẫn hay đùa thằng lập chơi với tôi từ thời hắn hỉ chưa sạch mũi thực ra khi đó mình cũng gần ba chục tuổi có điều mắc bệnh viêm mũi cứ xe lạnh là nước mũi lòng thòng như con nít. Mỗi lần mình ra Hà Nội, anh lại dắt mình đi các tòa soạn báo, các nhà xuất bản cho mình làm quen. Sau này có chỗ gửi bài, đến đâu anh cũng vỗ vai mình cười cười. Nói này, đây là thằng nhà văn hỉ chưa sạch mũi, dân bọ gộc, Mau làm quen đi, sau này hắn thành nhà văn lớn còn có cớ để mà khoe một hôm anh đưa mình đến nhà xuất bản văn hóa vào phòng chị quy quy viết tắt chị quy lúc này cũng đã trên 40 nhưng hãy còn giòn lắm xinh nữa anh quán vào phòng không gõ cửa chị quy thế anh cũng không chào chỉ chào mình không thôi anh quán đến bàn chị kéo cái hộp bàn ra chị trừng mắt lên đập tay anh nói hộp bàn của người ta tìm cái gì anh cười cười em có kết thúc lào của anh ở đây không chị lại trừng mắt lên đẩy anh ra em dư hơi đi kết thúc lào cho anh à cút đi vô duyên nói thế nhưng chị ném cho anh một bọc thuốc lào to tướng nói thuốc lào vĩnh bảo thật đấy em vừa đi vĩnh bảo về Xem thế là biết hai người có tình ý với nhau rồi. Mình hỏi anh Quán, chị Quy là anh đang yêu hay đã yêu? Anh thong thả cha thuốc lào vào nõ, mồi lửa rít một hơi dài, ngửa cổ nhà khói. Đã yêu, đang yêu. Anh dừng lại nhấp một ngụm nước, nghĩ ngợi gì lung lắm, rất lâu sau mới nói rồi, chắc cũng sẽ yêu mình biết cái sự ngập ngừng của anh vì khi đó anh đang yêu cô n và cũng n viết tắt yêu cô n ở huế cô n và chị quy đang có xung đột mạnh vì bài thơ phùng quán tặng cô n bài thơ này được in lên có lời đề tặng cô n của phùng quán chị quy nói đó là bài thơ anh quán tặng chị hơn chục năm trước Cô N nói chị Quy nhận sang Chị Quy tức mới trưng bạn gốc lên Thế là cãi nhau <laughs> Mình nhăn răng cười hỏi anh quán Răng rứa răng rứa Anh cười khỉ kẹt thơ chớ răng Yêu nhiều rứa mẩn thơ răng kịp Thừa nhận anh quán có nhiều người yêu Người yêu một ngày Người yêu một đời rất nhiều Thời trẻ anh cực đẹp trai, lớn lên một chút thì tiếng tăm nổi như cổ. Anh đi tới đâu cũng có người theo anh ở đó. Ngay cả khi anh đóng vai ông già, để râu tóc dài, mặc quần bà ba đi guốc mộc thì vẫn có người yêu anh. Anh không khoe chuyện yêu đương cũng chẳng giấu giếm. Ai biết chuyện mà hỏi anh là anh thừa nhận liền, không hề chối cãi quanh co kể cả vợ anh. Năm 1990, sau chuyện lình xình giữa cô N và cô Quy, anh thấy nhức đầu mới rời Huế ra Quảng Trị ở nhà mình cả tháng. Anh em tối tối ngồi uống rượu với nhau, chuyện văn chương thơ phú chán, rồi quay sang chuyện gái gu. Mình nói, em hỏi thiệt anh nha, anh còn làm ăn được chi nữa không? Anh phì cười. Thằng Ni chủ quan. Mình không tin lắm. Thấy anh đi đứng không được nhanh nhẹn hoạt bát. Mấy chuyện sexy không mặn mà nữa. Đụng sự thì đánh chống làng. Thì dù anh có kể thế nào mình cũng không tin. Một hôm mình hỏi chuyện này với Ngô Minh. Nói anh quán có làm ăn được nữa không? mà cứ yêu đương hè ngô minh cười sật sật lúc đầu tao cũng nghĩ như mi té ra không phải đêm ngủ với anh tao sợ anh oa trà cứng ngắc từ đó mình mới tin không dám coi thường anh nữa <laughs> anh ít khi kể chuyện yêu đương chuyện trong buồng tối lại càng khốc nhưng một hôm cao đảm khoát luận đột nhiên anh hỏi mình mi yêu đương lăng nhăng rứa có mối tình mô tử tế không mình kể anh nghe mối tình đầu 7 năm của mình chuyện qua lâu rồi mà thỉnh thoảng mình vẫn bị nghẹn giọng rưng rưng nghe xong anh cười cái hực nói chuyện thường mối tình đầu của tao hay hơn rồi anh vừa nhấp rượu vừa thong thả kể chuyện phùng quán rất có tài kể chuyện bất kỳ chuyện gì anh kể đều có thắt nút mở nút có cao trào có vĩ thanh đặc biệt cái kết lúc nào cũng bất ngờ anh nói yêu đương nhiều nhưng có ba người đàn bà đến chết anh cũng không bao giờ quên đó là chị bội trâm chị quy và bà nhổ không phải là như người mà nửa thế kỷ sau cô thù dịu buôn ba đi tìm và tìm được chị bội trâm thì tất nhiên rồi đó là người đàn bà vô cùng tuyệt vời khi khác mình sẽ kể chị quy vừa là người tình vừa là bạn vừa là ân nhân của anh những năm anh bị án treo bút rượu chịu cá trộm bắn chui nếu không có chị quy thì nhà anh sẽ rơi vào túng quẫn nếu không muốn nói là chết đói khi đó chị quy làm biên tập ở nhà xuất bản văn hóa đã đặt hàng anh viết lời cho hàng chục tập truyện tranh mười mấy cuốn văn xuôi tất nhiên là lấy tên người khác đây là việc cực kỳ nguy hiểm nếu lộ ra chẳng những chị bị mất việc mà còn có thể bị rơi vào vòng lao lý nhưng chị Quy không sợ Suốt ba chục năm chị luôn tạo điều kiện cho anh Quán làm văn chui Bất chấp mọi sự dè biểu, đe nẹt của người đời Chị làm việc đó vì yêu, vì thương và vì cảm phục phùng Quán Có một lần chị đã nói với mình như vậy Tiếc là thiên tình sử của chị với anh Quán Mình chỉ biết đến đó thôi, không biết được nhiều hơn anh quán cũng không kể nhiều về chuyện tình với chị quy khi nào hỏi đến thì anh nói khi thì quy hay lắm khi thì quy ngon lắm tuyệt tuyệt vậy thôi riêng mối tình với cô nhổ thì anh kể với mình suốt đêm kể khi say kể đi rồi kể lại đôi khi bật khóc những khi kể chuyện cảm động thì anh không mày tao nữa anh sưng mình anh nói hồi đó mình mới 22 tuổi là phóng viên quân đội đi xuống sầm sơn đón tù côn đảo hỏi chuyện và viết báo. Chẳng ngờ chuyện tù côn đảo hay quá mình quyết định viết hẳn một cuốn sách gọi là Vượt Côn Đảo. Cô nhủ hồi đó 16 tuổi là người con gái nhà mình trọ tối nào cũng kéo đội chim hòa bình như kiểu đội thanh niên xung kích bây giờ của thôn đến nhà cô nghe mình kể chuyện nghe mình kể chuyện các cô thích lắm mắt chỗ miệng há hết lượt vài cô trong đội chim hòa bình có ý với mình mình biết nhưng lờ đi vì kỷ luật quân đội hồi này nghiêm lắm lơ tơ mơ là bị cạo chọc đầu nhưng rồi mình cũng không trốn được ái tình mình đã yêu nhủ yêu lồng làn trong khi cô chuẩn bị lấy chồng đến chết cũng không quên nụ hôn đầu của mình. Tối đó cả nhà đi vắng, mình đang hí húi viết thì nhủ đến bịt mắt. Mình cờ toay ra sau, vô tình chạm ngược nhủ. Dứa là tối tâm mặt mũi, dứa là hôn vầy hôn vỏ em. Hôn xong rồi ngồi ngẩn ngơ, không biết mình vừa hôn vào chỗ mô. Chỉ một lần hôn đó thôi mà nhớ nhau suốt đời. Anh dừng lại mắt rưng rưng nói mình nhớ như in buổi chiều mình trốn nhủ ra đi. Trốn là vì không thể cưới nhủ được. Yêu một cô gái sắp cưới chồng là trọng tội. Chẳng những đơn vị trừng trị mà làng xóm cũng không tha. Mình khoác ba lô tìm đường về Hà Nội, ra đến giữa cánh đồng bỗng nghe nhủ gọi thất thanh nói anh quán ơi, đừng đi, đừng đi nhủ chạy đến ôm chầm lấy mình để em trả lễ cho nhà trai rồi em theo anh anh đi đâu em cũng đi và nhủ gục mặt vào ngực mình nấc lên anh ơi đừng bỏ em tội nghiệp kể đến đây thì phủng quán nghẹt lại trong giây lát mặt anh đầm đìa nước mắt vâng thưa các bạn như vậy là có một nhà báo trẻ đã cất công đi tìm cô nhủ mối tình đầu của nhà văn phùng quán ở sầm sơn chuyện tình yêu mỗi người mỗi khác tôi cũng thấy thú vị hai người bạn tâm giao hai người bạn vong niên tâm tình với nhau và trân trọng chất nhân văn ở trong đó